Sa thải Ten Hag thì dễ, nhưng ai muốn nhảy vào chảo dầu? Tương lai của Erik Ten Hag tại Manchester United đang như chỉ mảnh treo chuông. Và việc chiến lược gia này bị sa thải có lẽ sẽ chẳng còn xa. Dù vậy, có một câu hỏi lớn đặt ra, liệu có huấn luyện viên nào muốn nhận việc tại Quỷ Đỏ thời điểm này? Việc tìm người dám thay Ten Hag dẫn dắt Manchester United không phải đơn giản. Sa thải Ten Hag giờ quá đơn giản. Về mặt lý thuyết, ban lãnh đạo Manchester United chỉ cần một cuộc họp rồi thông báo. Thế là xong. Dĩ nhiên, đằng sau đó còn cả vấn đề tài chính, bởi đội bóng sẽ cần trả tiền đền bù cho huấn luyện viên người Hà Lan bởi ông còn ràng buộc đến năm 2026. Gác qua điều này, còn có những rắc rối còn lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên, cần phải khẳng định Sir Jim Ratcliffe cùng các đồng sự tại Ineos đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi quyết định giữ Ten Hag ở lại sau chức vô địch FA Cup mùa trước của Man United. Kể đến, họ còn gia hạn hợp đồng mới với ông đến năm 2026, đồng thời tiếp tục đưa về Old Trafford một loạt cầu thủ người Hà Lan có giá trị cao quá mức. Ratcliffe chắc chắn đã nhận ra điều này và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ten Hag bị sa thải. Giờ đây, phần khó khăn là ai sẽ thay thế Ten Hag? Và quan trọng hơn, ai sẽ muốn đảm nhận công việc này? Đây là một đội hình tầm trung tại một câu lạc bộ vẫn rơi không thấy đáy, với nhiều cầu thủ kém cỏi song lại có mức lương cao. Ratcliffe là một người có xu hướng cắt giảm chi phí nên ông có thể sẽ không trả mức lương cao cho huấn luyện viên tiếp theo của Manchester United. Nếu đội bóng này không mang tên Manchester United, thì đây sẽ không phải là một công việc hấp dẫn. Thậm chí, trong mắt của nhiều người, đến Old Trafford nhận việc lúc này khác nào tự hủy hoại sự nghiệp của mình bởi tỷ lệ phần thưởng kém rủi ro rất nhiều. Sa thải Ten Hag là việc quá đơn giản. Không cần phải là người quá am hiểu bóng đá cũng thấy rõ một khi dẫn dắt Manchester United thời điểm này. Tân huấn luyện viên trưởng sẽ phải xử lý mớ hỗn độn mà Ten Hag bỏ lại, đặc biệt là một loạt cầu thủ đồng hương cũng như nhóm cầu thủ Ajax mà ông đưa về. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ con số 0, cộng thêm áp lực khủng khiếp từ truyền thông lẫn người hâm mộ. Tin vui cho Manchester United khi Jan Ashworth, tân giám đốc thể thao của họ, là người có con mắt tinh tường trong việc chọn lựa huấn luyện viên. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong 3 lần bổ nhiệm huấn luyện viên trước đây, Gareth Southgate cho đội tuyển Anh, Graham Potter cho Brighton và Eddie Howe cho Newcastle. Không ai trong số họ được yêu mến ngay từ đầu, nhưng tất cả đều đã thành công rực rỡ. Điều thú vị là sự lựa chọn số 1 của Ashworth cho vị trí huấn luyện viên Newcastle từng là Unai Emery, người đã từ chối lời đề nghị để ở lại Villarreal, song đã chứng minh năng lực của mình bằng cách tạo dấu ấn đậm nét tại Aston Villa. Chính Emery có thể sẽ là người đặt dấu chấm hết cho Ten Hag vào cuối tuần này, đặc biệt khi Bruno Fernandes bị treo giò còn Kobbie Mainoo cũng có thể ngồi ngoại vì chấn thương. Emery là một sự lựa chọn tuyệt vời cho Manchester United, nhưng khả năng ông rời Aston Villa, một câu lạc bộ đang chinh chiến ở Champions League, để đến Old Trafford là rất thấp. Vì chiến lược gia này không phải dạng liều lĩnh. Eddie Howe cũng là một ứng viên sáng giá để thay thế Ten Hag, nhưng giới chủ Saudi Arabia của Chip Chòe chắc chắn sẽ không để Ratcliffe cướp Howe. Như cách họ miễn cưỡng cho phép Ashworth ra đi trước đó. Graham Potter hiện đang sẵn sàng, song trải nghiệm không mấy thành công tại Chelsea và việc ông thiếu cá tính khiến việc này trở nên khó khăn. Van Nistelrooy, trái, được đánh giá có thể thay Ten Hag. Tất cả điều này đưa chúng ta đến Gareth Southgate, người vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Ashworth và là một nhà quản lý con người xuất sắc. Từng được Manchester United cân nhắc nghiêm túc vào mùa xuân năm ngoái. Tuy nhiên, dù đã đưa đội tuyển Anh vào 2 trong 3 trận chung kết lớn, Southgate lại nổi tiếng vì lối chơi quá thận trọng, điều này chỉ càng rõ rệt hơn sau vòng chung kết Euro vừa qua. Mauricio Pochettino, người đã 2 lần bị Manchester United từ chối, hiện đã không còn trong tầm ngắm bởi ông đã nhận công việc dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Thomas Tuchel sẽ là một lựa chọn phổ biến và khả thi, nhưng ở hè vừa qua, chính nhà cầm quân người Đức đã từ chối Manchester United do không tìm được tiếng nói chung với ban lãnh đạo đội bóng về chiến lược chuyển nhượng. Ruben Amorim của Sporting Lisbon, e hiện tượng tiếp theo của mùa giải trước, đã bị West Ham và Liverpool bỏ qua trong hè này, và không phải là một lựa chọn dễ nắm bắt. Zinedine Zidane, người mà ai cũng nghĩ đến khi nhắc đến vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester United, không phù hợp với hình mẫu mà Ashworth tìm kiếm.
Ruud van Nistelrooy, cựu tiền đạo của Manchester United, người đã gia nhập đội ngũ trợ lý huấn luyện viên của Ten Hag ở hè 2024, hiện được đánh giá là ứng viên hàng đầu theo tỷ lệ cược. Đơn giản vì ông đang ở trong nội bộ câu lạc bộ và là người Hà Lan. Thế mới thấy, việc sa thải Ten Hag không khó. Phần khó khăn là bước đi tiếp theo sẽ như thế nào? Và đây là quyết định mà Ratcliffe cùng đội ngũ ban lãnh đạo mới của Manchester United phải đưa ra một cách thật chính xác.